Xin mến chào tất cả các bạn. Các bạn thấy không, mới hôm đó mà mới hôm thứ bảy chủ nhật xong rồi đến thứ năm rồi, ngày mai nữa rồi lại đến thứ bảy chủ nhật lại rồi đấy. Công nhận thời gian trôi nhanh kinh khủng. Phải nói là nhiều lúc mình không cảm biết, không biết chưa làm được cái gì cả mà đã đến hết tháng 7 rồi. Thời gian thì lúc nào cũng không đợi chúng ta cả, cho nên là các bạn thân mến, có những cái việc gì, có những cái dự định gì, các bạn nên phải cố gắng vạch mục tiêu ra và làm sao để thực hiện nó cho đạt hiệu quả nhất. Và cũng chính vì vậy mà mình cứ cảm thấy thời gian nó trôi nhanh quá và mình tiếc nuối những cái giây phút mình không làm được. Chính vì vậy mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nội dung, đó là những cái bí quyết mà để thành công trong mọi việc, mà đạt được mọi ước mơ của bạn ấy. Thì để đạt được mọi ước mơ của mình thì thật ra là có những bước cách làm rất là đơn giản. Nhiều khi các bạn phải học tốn rất nhiều tiền cho nhiều các khóa học thì mới tìm ra được những cái bí kíp đó. Thì mình thì cũng học nhiều khóa học phát triển bản thân và rồi cũng đọc nhiều sách. Thì qua quá trình đó thì cũng may mắn gặp được bạn Khoa và những cái bí kíp mà bạn trao truyền lại thì nó vô cùng giá trị. Và nhiều khi cảm thấy cái may mắn của mình quá may mắn là không phải tốn tiền là để có thể làm được một người học trò đặc biệt của, tức là trong cái nhóm chỉ được vài người thôi làm học trò của cậu ấy. Nó là một điều rất là tuyệt vời. Và chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bí quyết để thành công. Và để được thành công mà mọi may mắn hút may mắn đến với bạn bằng cái luật hấp dẫn hoặc là những cái phương pháp rất đơn giản thì các bạn nhớ là thứ nhất là các bạn phải tuyên bố ám thị. Việc tuyên bố ám thị hay còn gọi là luật luật ám thị thì khi chúng ta sử dụng luật ám thị thì lâu thì nó sẽ trỗi dậy trong tiềm thức của chúng ta và nó hấp dẫn mọi điều đến với các bạn. Và thứ hai nữa, các bạn phải biết hình dung tưởng tượng. Các bạn muốn cái gì, muốn đạt được điều gì thì các bạn phải hình dung và vẽ nó ra ở trong chính đầu óc của mình. Các bạn biết đấy, nếu như một việc gì đó mà các bạn thực hiện mà nó chưa có ở trong đầu thì nó rất khó ở trong tay. Ngay cả ngài T.H. Eker đã nói rồi, có ở trong đầu thì sẽ có ở trên tay. Cái suy nghĩ của bạn thì thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài, cho nên là cái suy nghĩ của bạn tạo nên tất cả. Các bạn muốn có nó thì đầu tiên giống như các bạn thấy các kỹ sư không, họ muốn xây lên một kiến trúc sư, họ muốn xây lên một công trình. Chào em Phạm Hùng, cảm ơn em. Cái quá trình mà chúng ta mà kiến tạo nên một ngôi nhà ấy, thì chúng ta phải có hình ảnh ngôi nhà thì chúng ta mới có thể tạo dựng nó ở bên ngoài, cho nên người ta mới nói là có ở trong đầu thì mới có ở trên tay. Bạn muốn làm cái bàn, cái ghế hay bất kể một đồ vật gì đó cũng vậy, nó phải có ở hình dung tưởng tượng trước trong đầu thì nó mới ra được ở trên tay. Và điều may mắn mà chúng mình được học ấy, thì bây giờ chia sẻ lại cho mọi người để mong rằng mọi người cũng có được cái kiến thức đó. Và để hình dung tưởng tượng tốt thì thứ ba, bạn phải có cái bảng tầm nhìn ước mơ. Tức là nhiều người hình dung không có được, bản thân mình cũng hình dung không được. Nếu như mà bảo bây giờ một cái đồng tiền nó như thế nào, mình không thể vẽ nó ra được chính xác. Mình cầm đồng tiền mình cảm nhận được nhưng mà vẽ nó ra là mình vẽ không được. Hay một cái gì đó mà mình muốn nó mình vẫn cũng không vẽ được, không vẽ được trong tưởng tượng nó rõ ràng chi tiết được. Vì người ta nói là càng hình dung tưởng tượng mà vẽ trên trên cái óc tưởng tượng của mình nó chi tiết bao nhiêu thì khả năng nó hành thành hiện thực nó rõ ràng bấy nhiêu. Xin chào bạn Mùi. Và thứ tư đó là bạn không được quên lòng biết ơn và tình yêu thương. Trong quá trình chúng ta thực hiện tuyên bố ám thị, hình dung tưởng tượng rồi phải có bảng tầm nhìn những cái hình ảnh đó thì bạn phải kèm theo luôn biết ơn và yêu thương mọi người. Tại sao mà chúng ta phải biết ơn và yêu thương? Tại vì là những cái tiêu cực đến với cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Các bạn biết đấy, nếu như mà bạn không yêu thương ấy, thì bạn sẽ có cái sự ganh ghét, sự bực bội với mọi người. Thì khi đó là nó xóa đi, nó không làm cho bạn được cái sự hấp dẫn những điều tốt đẹp đến với bạn được. Cho nên là bạn phải thường xuyên là cảm ơn và nói lời yêu thương, tha thứ với mọi người thì tự nhiên những cái điều tốt đẹp ấy nó cuốn theo.
nó không làm. Khi bạn yêu thương rồi thì bạn đâu có ghét bỏ được nữa. Chính vì vậy mà nó sẽ đến với bạn nhanh hơn. Đến nói chung là khi mà tiêu cực của bạn mất hết thì mọi cái nó mở ra, cánh cửa nó giống như mở toang ra. Một điều thứ năm nữa là không phạm tội với lời nói của chính mình. Tại sao phải nói không phạm tội với lời nói của chúng mình? Tại vì chính mình nói điều đó ra mà nếu như mà nó trái với lương tâm của mình ấy, thì nó sẽ gây ra một cái cảm giác như là phản bác, đi ngược lại ấy, thì bạn sẽ không tin nó. Cho nên là bạn phải nói những lời thật với lòng, với tâm của bạn, thì nó không gây ra cái sự trái ngược phản tác dụng. Thì bạn thấy đấy, nếu như bạn nói dối mà nó không có thật thì chắc chắn là lương tâm của bạn nó sẽ tự phản bác thôi. Xin chào em Tiến, tí nữa chị sẽ vào nha. Cảm ơn em. Đội trưởng là nhắc nhở vào để học bài đấy đấy. Rồi thứ sáu là các bạn không vơ mọi chuyện vào mình. Tại sao vậy vậy? Nhiều người khi mà nghe một câu chuyện mà nói về ai đó là chúng ta hay hay ám thị là liệu nó có nói mình không, hay nó có ý gì không, hay là chúng ta hay suy đoán suy tưởng cũng vậy đó. Cái hình 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 thức là giữa cái vấn đề mà nhiều khi nó không phải của mình mà chúng ta cứ nghĩ là nó có liên quan đến mình không, hay là nói xấu ai đó thì mình nghĩ là người đó xấu mà mình không có dùng trên trực diện là quan sát xem xét người đó có xấu thật sự không để mà mình phán xét người ta có tốt với người này, người ta xấu với người kia, chứ đâu có phải là con người người ta bản chất là xấu cả. Ngày xưa mình có học về nhân tướng học ấy thì cái ngày gì Ngô Ngô Hùng Diễn, mình giờ mình cũng không nhớ rõ tên ngày. Mình có học ở sách của ông á, thì ông ta nói rằng một con người thì có luôn có 70% là tốt và 30% là xấu, thường như thế. Và cái thường thường rất ít người mà 50 50 hoặc là xấu 30, ít nhất thì người ta cũng phải có 30 phần phần tốt trong đó. Nếu một người thật xấu thật nhiều, họ phải có 30 phần tốt trong đó. Cho nên nhìn nhận mọi người chúng ta phải nhìn nhận nhiều góc độ. Ngay từ ngay tụi mình học tiểu học với các bạn còn nhớ câu chuyện thầy bói xem voi không? Đấy, mỗi một ông thầy bói mù cầm một vị trí nào đó, ông ta chỉ biết được, ông ta chỉ đoán được mỗi cái góc đó thôi. Vậy thì chúng ta cần phải nhìn góc nhìn rộng ra, hãy lùi lại nhiều bước để quan sát thì chúng ta có những cái nhìn đúng hơn. Và cái việc mà chúng ta vơ cái mọi chuyện vào mình đó hay suy đoán đó, nó cũng làm cho chúng ta mất đi năng lượng rất là nhiều. Điều cuối cùng nữa đó là các bạn phải làm hết sức mình. Các bạn muốn cái gì phải đặt mục tiêu nó ra và phải làm hết tâm huyết, yêu cái công việc mình làm, tha thiết với công việc đó. Và trong bài học của bạn Khoa dạy bọn mình đó là nếu như một công việc nào đó mình không thích nó mà mình cảm thấy không thích kinh khủng lắm rồi thì tốt nhất là từ bỏ nó đi, không làm nữa. Còn nếu như mà một công việc nào đó mà mình không thích nhưng mà mình phải làm nó thì thôi, hãy yêu nó, hãy chăm chút cho công việc đó để nó tốt lên, và chính như thế nó sẽ trả lại cho bạn cái giá rất tuyệt vời. Mà khi mình học thầy Trịnh Xuân Khanh, thầy cũng nói đến vấn đề này, hãy làm cho giá trị của mình tăng lên mỗi ngày. Bạn giống như một sản phẩm vậy á, khi sản phẩm của bạn càng có giá trị cao thì người ta mua bạn với cái giá càng cao, và lúc nào cơ hội đến cũng nhiều hơn. Đó chính là những cái điều mà 8 điều rất là đơn giản dẫn đến cái thành công mà bạn ạ, mọi ước mơ của bạn, đưa bạn đến với cuộc sống tự do về tài chính nhanh nhất. Bí quyết rất đơn giản nhưng bạn phải luyện, tại vì là chúng ta phải ám thị, luyện thì bằng ám thị thôi. Những cái lòng đố kỵ, những cái lòng ghen ghét, những cái cực hơn thua nó sẽ diễn ra liên tục. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn ám thị những điều tốt đẹp vào mình. Hãy chăm chỉ rèn luyện sáng tối để cho tâm trí của chúng ta được thanh sạch. Có nhiều phương pháp khác nữa, ví dụ như là pháp clean hay pháp EMDR hay là pháp nhiều pháp thanh tẩy lắm, mình nhớ nó có 8 pháp thanh tẩy lận của JC Hồng Kiều cũng như cái nhóm pháp clean nên chia sẻ nhiều lắm, nhưng mà mình pháp cân bằng người trọng tâm gì đó mình cũng không nhớ hết được, tại vì mình cũng không chuyên bên đó thôi, mình học ai thì theo một người thôi. Thực sự nói là được làm người học trò, những người học trò đặc biệt của mà không phải mất một cái đồng nào hết mà được làm, đó là phải nói là niềm hạnh phúc nhất của bọn mình có được. Nhiều lúc mình cũng phải nói là cảm ơn đội nhóm. Tự nhiên em nó mở ra và bọn mình được hưởng những cái thành tựu rất là tuyệt vời, thì cũng mong rằng những cái giá trị này sẽ mang lại may mắn, thành công cho tất cả mọi người. Đó là nội dung chia sẻ thôi nha, mình sắp phải vào lớp Zoom học rồi.
Hẹn gặp lại các bạn, hẹn gặp lại bạn Mùi nha. Xin chào, chúc buổi tối vui vẻ.